Hello, chào mừng anh em đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ đổi sang map sang hốc, làm một trận cho nó mới mẻ nhé anh em ơi. Bay xuống khu sự kiện đây thì bao đông luôn. Lúc nào là cũng trên là 20 người là cái chắc đó. Không có trận nào mình nhảy là dưới 20 người hết. Bèo bèo cũng được là 4 team. Nhầm, 5 team chứ. Xuống dưới này thì hên xui lắm. Nhiều khi nhặt được súng nhưng mà địch đông quá thì bắn cũng đâu có kịp. Tứ hướng mà. Thấy bà rồi. Nhưng mà không có súng, trời giáp ba mình tưởng cái súng chứ. Ôi da, anh ơi. Chết rồi, anh hỏi kia có súng rồi chí mình. Thôi mà, hai em mình có bắn. Ồ, hên quá. Đây, M16 à, được rồi. Mình đang mình dí thanh niên kia. Đâu có một con, thêm 14 kìa. Này thì dí mình đầu game hả, láo nè. Ui, hiểu lắm rồi kìa. Thâm sơn. Từ từ anh em ơi. Ông quá đi à, không biết ở đâu hết. Bên này, lên luôn. DPS hả? Ây da. DPS thì chịu thôi anh em ơi. Nhưng mà pha này là gặp đâu thì công đó. Mình quay lại mình trả thù nhá. Đừng bay gần luôn nè. Chỗ cũ mà mình chết kìa. Có địch đang lút đồ. Hết rồi hả? Xong không bắn nhau nữa. Mới có lên máy bay mấy chục giây cái là clear rồi sao? Đây, thâm sơn hồi nãy của mình nè. Chết đi nè. Chưa nhặt DPS hả? Ô, chạy trống này bạn. Trời ơi, lo phi. Ê, ở đâu ra đây? Này. Trời ơi, cái team này top rồi bơ hồi nãy. Gì đó? Cái của mình rồi. Cây vậy. Đấy, kêu rồi mà còn cái S mất nữa, một nữa chứ. Hết đạn rồi. Rồi xong luôn. Tiếp tục lại KS nữa rồi anh em ơi. Cây thế ta. Ai cha này. Chung một team hả? Ok. Mình đẩy lên mình phải trả thù thôi. Ra đây. Này thì KS này. Này thì KS nè. Bê bốt cu tê cu tê. Đáp xuống. Đáp xuống đây. Thấy cảnh chưa? Cá trơ hả? Cá trơ với cả cá lóc này. KS này. Cá trơ cá lóc này. Dám KS của mình 2 kill. Có tiếng trăng. Vẫn chưa clear. Yếu rồi. Một viên nữa thôi. WNA. Tiếng súng ở bên trên đồi đó. Team này hình như là mới đáp dù xuống đây nè. Chạy. Lo quy hồi nãy nè anh em. Lo quy. Ôi tự mình lút cái hồn đồ của mình luôn. Hài thật sự. Đây. Có bé na nào núp ở bên ngoài đây. Này thì núp nè. Yếu rồi. Còn hai nữa thôi anh em ơi. Team hồi nãy đó. Ra đây. Ra đây. Bé bốt cu tê. Cu tê. Bé đầu bé ớt. Bé. Nhầm. Bé bốt. Cá trơ cá lóc rồi bé bốt gì tùm lum hết. Team này cay lắm nè. Xuống lại chết nữa thôi. Chúng sinh bình đẳng mà dám ẩu với mình. Bên này còn nữa kìa. Đẩy qua luôn. Không bay lên bên trên được. Này thì đứng kê. Kê. Quỳnh Anh. Cầm cái này. Công nhận là bắn tầm gần nó cứ phê phê kiểu sao đó anh em ơi. Nó bạo lực. Vào thuộc cái bùm là chết. 9 kill rồi. Còn lại 55 người. Không thế ta. Trên đồi. Đây chạy này. Yếu rồi. Gì vậy bạn ơi? Gạt con bot thôi mà bắn không chết là sao? Bình tĩnh nào. Pha này hơi khó chơi rồi. Góc này không đẩy được. Mình phải dụ thanh niên này ra thì mới bắn được nha. Mới hồi sinh xuống nè. Nên là chưa có đồ hồi máu đâu. Quăng bom lửa hả? Nấp kỹ vậy ta. Gì đó ba.
Ôi, khùng. Đang tính là mình bay lên. Ok. Đâu rồi, không bắn hả? Đẩy xuống đi chứ kê cái gì. Đúng rồi, mấy giờ mất mấy phút với bạn rồi đó. Xuống đây rồi chết nè. Có người vừa bay vào bên trái nha. Hình như đồng đội của team này. Này thì bay vô. Ô kìa, cầm DPS hỏng nào hổ báo thế. Nhưng mà xin lỗi bạn ơi, bạn mới hồi sinh xuống giáp một mình sấy, làm sao bạn đỡ nổi. Để xem là có đúng không nha. Chuẩn luôn nè. Ôi giáp 2 không phải giáp 1. Mình ở đây đợi hơi lâu đó, chờ các team đến trả thù. Nhưng mà hết rồi, được có 14 kill thôi. Còn lại 20 người hả. Có team triệu hồi đồng thằng bên bút cam kìa. Mình đi qua luôn. Chạy bộ trước mặt nè anh em. Ui thôi xong rồi. Thôi xong rồi nè. Thêm đó, áp sát vào mình hút luôn DPS. Ui, cái xe này nó không nhảy sang bên phải được. Một viên này. Mày bắn 14 thì mình chết. Ra đây. Ra đây. 2k7. Xin cái giáp 3 rồi té thôi. Bên này bây giờ hết người rồi. Thu sang bên phải đây hả. Tầm này mà chịu hồi đồng thần, địch nó bao vây làm sao mà sống nổi. Ui bay kìa, dữ ha. Ây da, nâng cấp năng lượng ki bay dữ quá đi à, xa quá đi. Chết nè, never die. Ý là không bao giờ sống sót đó, chứ không phải là không bao giờ chết đâu. Die này, die theo nghĩa tiếng Việt đó anh em ơi. Rồi còn lại có 6 người thôi à. Cái map săn hốc này, đầu game ở sự kiện đông lắm, xong rồi cứ nhảy xuống chết, xong rồi lại quay lại trả thù, xong lại chết nữa. Thế là hết người à. Ba này là có nhiều túi động thẳng lắm. Đó, ba túi ngon luôn này. Ok, đủ rồi đó. Còn 6 người nữa thôi. Con thu lên trên đồi trước mặt. Đó, có tiếng súng nè. Bên dưới khu nhà hả? Mình bay qua luôn. Hai team cuối combat rồi. Để xem thử đi. Chỗ này không thấy được anh em ơi. Khu nhà là ao bo. Bây giờ mình đứng đây mình cam bo cũng được. Chạy. Chưa xong hả? Ui có DPS kìa. Thôi đẩy xuống luôn đi. Còn có 3 người thôi à. 3 thanh niên cuối ở dưới này. Team Việt Nam mình clear rồi nè. Đây. Hello. Ôi máu nè. Ôi máu. Ơ kìa, bấm nhầm cái nút nhảy không nhảy lên được. Đứng thục như thật vậy đó. Trời ơi, còn có một bạn nữa thôi à. Trận này top 1 khá là dễ dàng. Chỉ cần giết hết mấy cái team mà ở khu sự kiện là còn nữa là lưu riêu là bay dạo thôi đó anh em ơi. Bởi vì là mấy thanh niên nhảy xuống khu sự kiện nó sẽ quay lại trả thù. Mà mình ở đó mình giết hết thì còn ai nữa, đúng không? Bo nó thu thẳng về khu nhà hồi nãy nè. Mình vào đó mình đợi bo thôi. À, nhà kế bên. Hình như là cha nội này bị sợ quá bấm nhầm nút bắn thì phải. Ờ, rung quá bấm nhầm nút bắn hả? Đó, trên bản đồ nó hiện bằng trăng nè. Ở bên trong nhà đó anh em ơi, không phải là bên ngoài đâu. Mà không biết chỗ nào đây. Nãy bằng trăng nó hiện hướng bên dưới bên phải đó. Nhà này không có chỗ ném vô à. Đâu rồi? Bên ngoài không có. Ồ, vậy là bên trong phòng nhỏ hả? Có một cái phòng kìa. Để mình kiểm tra chỗ đây thử đi. Đây, chỗ này cũng không có luôn nè. Bên ngoài không có, bên trong không có mà. Ở bên trong cái phòng nhỏ kia nè. Chuẩn rồi. Để mình ném qua bơm lửa vô. Chết nè. Khỏi sống nữa nha bạn ơi. Ra đây. Ủa, không có hả?
ảo vậy? Ờ kìa, thanh niên này quyết định là cảm tử chết bên trong này luôn, chứ không dám ra. Quăng bom lửa mà đứng im bên trong đó chùi lửa. Ok, như vậy là hôm nay mình đã đạt được top 1 với 18 kill ở khu sự kiện sang hóc này nha. Cảm ơn tất cả anh thì mình xem hết video này. Và hãy nhớ là bật nút đăng ký kênh, nhằm bật nút chuông thông báo và bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình ra trên các video mới hay hơn nha. Và hãy bấm cho mình một like ở dưới video này nha. Bye bye anh em.